Liên quan tới vụ cựu thiếu tá tông xe làm nữ sinh lớp 12 tử vong ở Ninh Thuận, theo như dự kiến ban đầu, phiên xét xử sơ thẩm sự việc này sẽ được diễn ra vào ngày 19 tháng 7, tuy nhiên vì một số nguyên do mà phiên tòa đã bị tạm hoãn. Theo ông Hồ Hoàng Hùng, bố của nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận tử vong do bị cựu thiếu tá gây tai nạn giao thông khiến dư luận xôn xa một năm trước, cho biết vừa nhận được quyết định về việc hoãn phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến con gái ông. Lý do hoãn lần này là do vắng mặt thẩm phán, chủ tọa phiên tòa mà không có thẩm phán thay thế. Đây là lần thứ hai tòa án quân sự khu vực 2, quân khu 5 hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ cựu quân nhân lái xe gây tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 12 tử vong xảy ra tại Ninh Thuận. Trước đó phiên xử sơ thẩm cũng phải tạm hoãn do ông Hùng có vấn đề về sức khỏe. Theo tranh án tòa án quân sự khu vực 2, quân khu 5, thời gian và địa điểm mở lại phiên tòa xét xử vụ án sẽ được tòa án quân sự khu vực 2, quân khu 5 thông báo sau. Theo cáo trạng, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6 năm 2022, nữ sinh HHA điều khiển xe máy lưu thông trên đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang, Tháp Tràm. Khi xe đến trước cổng ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam, Việt Tiên Banh, chi nhánh Ninh Thuận, bất ngờ bị một ô tô 7 chỗ tông từ phía sau. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân văng ra xa khoảng 4 mét, đầu đập xuống lề đường, va và vào trụ điện, nằm bất động và tử vong sau khi đưa đến bệnh viện. Người điều khiển xe ô tô biển số 85A07407 gây ra vụ tai nạn trên là ông Hoàng Văn Minh, sinh năm 1986, thiếu tá, trợ lý tài chính thuộc trung đoàn 937, sư đoàn 370, quân chủng phòng không không quân, đóng tại sân bay Thành Sơn tỉnh Ninh Thuận. Tuy nhiên khi công an điều tra vụ việc, người đàn ông tên Phạm Văn Võ lại nhận mình là người điều khiển chiếc xe ô tô gây tai nạn. Bà Huỳnh Thị Kim Hằng, vợ của Hoàng Văn Minh, biết rõ ông Võ đứng ra nhận tội thay chồng và đã khai báo gian dối điều này về cơ quan công an. Bị can này còn cam kết chịu trách nhiệm về lời khai của mình trước pháp luật. Trong vụ án này, ông Hoàng Văn Minh bị Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 2, Quân chủng Phòng không Không quân truy tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Còn ông Phạm Văn Võ, 51 tuổi, trú tại Bình Dương và bà Huỳnh Thị Kim Hằng, 30 tuổi, trú tại Ninh Thuận, cùng bị truy tố về tội khai báo gian dối.